mong được rồi nhá. Nào với chú trông nó dữ nhỉ, bà đi chú to vẫn anh quá liều như dâm đi chú cho cô mát à. Hoàng chua với chú ngắm chàn quân thành im lồm hà nhàn nha, cái giếng bị nhàn dùng cho nay càng nhàn nhàn hàng hơn đấy. Đó, anh thì chú toàn con xanh thì sao? Nó vẫn anh chưa nhỉ dọn đồ có thể à cho lô hộp kìa bùa ăn chàng à chú cùng cho bài là chùa đi mình à.
anh thôi tôi xem cái đồ nhá. Ờ. Hàng lắm, là bà xếp để đi chú hùng to mình hoa đi cho em ạ. Đó. Nhà lắm. Ừ, nó nhạc là chết rồi. Tớ mới nhắc, tớ tắm hút đi à. Ôi, bộ ngắn rồi à. Chú Hùng mình cháu có hai cháu, chú Hùng xin lắm. Ồ, chú Hùng mình cháu, anh làm hoàng chú Hùng chuẩn á. Anh sắp cầm chú Hùng à? Ơ, nhạc phêu nhạc à? Chú Hùng nhạc phải nhạc, anh có siêu. Ơ, chú Hùng nhạc vâng anh kiểu chú Hùng mới hút đi á, chú Hùng nhớ hút chú Hùng đi. Chú không xe đạp, nhìn kiểu vâng anh ấy. Chưa đúng đấy. Mẹ đây. Cô tự nhiên ôi chú Hùng à. Ừ, đã cua rồi nhé. Đã. Chú ý cho cháu nào hả? Thôi, vâng anh cho đồ ăn cái này nào. Ừ. Đấy. Vâng anh nhận lại hả? Tại vì càng chú Hùng mình được công nhưng càng chú Hùng dưới riêu thì chú Hùng đã tỏ gì của tỏ xoắn của tài lái của vâng anh hả? Anh cứ cho nói à, cái thằng đã làm hoàng như chú Hùng cho cô rồi như chú Hùng rằng em đón Vân Anh mình kiểu chú Hùng cuối hoa à? Anh hôm nay cả đáng cắn kiểu gì hả ông và anh hôm nay? Có Vân Anh mà tỏ cho nay vậy, thằng chú Hùng cho cô rồi chú Hùng thôi.
hôm rồi riêng toàn đi chung là cho đồ tài quân vân anh à? Chú không biết anh hôm nay lúc mình hào à? Anh hôm nay à, và anh hôm nay cái gì à, tao và anh mới kéo à? Ừ, nó cứ gần mai hết à? Chú Hùng ơi, cháu lấy được ngay phát cái gì hả? Đó, chú Hùng cháu có thấy, chú Hùng trao quả nhàn bèo vừa thấy chú Hùng đấy, cháu sẽ trang trại ấy nọ. Đây, nào thấy lưỡi này, thấy chú Hùng, cháu sẽ trao mảnh ủi chè cho mảnh vậy. Hà Quốc cho mảnh cháu tóng đi nhạ, chú Hùng ngắm mình cháu cống cái tụ khủng ấy, thấy chú Hùng thấy cháu chân này, thấy Vân Anh chân này, thấy chú Hùng mảng chè à. Để chú Hùng cho che tạp Vân Anh của chơi à? Ừ, nó để chú Hùng cho che tạp Vân Vân Anh thì chú Hùng ủi ná. Ừ. Ai à? Chú Hùng in cho công á à? Ừ. Hai chú Hùng in cho công thì để chú Hùng vườn chú Hùng ta đã à? Ừ. Anh ạ, nay không thấy ai đi làm ấy. Nay mưa nghỉ rồi. Nghỉ ạ. Ra bên này nói chuyện với em, trao đổi một tí chút. Vâng.
Nay mưa cho anh em nghỉ. Được rồi. Mai sáng mai là anh em vẫn đi làm bình thường, nhưng mà chú là anh tìm được người thay rồi cho chú nghỉ. Dạ. Rồi. Sao đấy anh em vẫn làm được bình thường mà anh? Chú thì ngày làm ngày nghỉ. Anh thì làm ảnh hưởng đến công việc của anh tìm được người thay thế chú rồi. Hôm nọ em cũng gọi điện cho anh, em xin nghỉ một ngày đấy để em tìm cháu. Cháu nó mất tích em tìm không thấy, xong là em cũng tìm khắp nơi xong rồi mới lỡ việc 4-5 ngày anh ạ. Anh có gì thông cảm cho em. Công việc của chú thì xin anh nghỉ một hôm thì anh không biết đâu. Chú nghỉ dài như thế này là bây giờ là anh tìm được người khác rồi thay thế rồi, anh không chấp nhận cho chú làm ở đây nữa. Bởi vì bây giờ xưởng máy móc là mỗi người một khâu, mỗi người một phụ trách một khâu rồi. Chú mà vắng đi thì ảnh hưởng đến tất cả mọi người công nhân đến. Cho nên là anh cho chú nghỉ từ hôm nay. Anh xem cố tạo điều kiện giúp em với. Em thực sự em cũng nợ nhiều, em mua nhà kia em cũng chưa trả được hết. Xong là em cũng dự định làm cái trang trại, xong cũng vay mượn về làm. Em đang định có ý định làm đây gắn bó làm lâu dài với anh để em có tiền trả nốt chỗ tiền nhà với tiền cho trang trại của em. Anh xem cố tạo điều kiện cho em với. Chú thì làm được việc nhiệt tình nhưng mà do nghỉ lâu quá, anh em người ta cũng ảnh hưởng đến công việc của mọi người, cho nên là thống nhất theo anh em thống nhất là cho chú nghỉ hẳn. Thôi anh xem cố chấm trước tạo điều kiện cho em một lần này nữa thôi. Em bây giờ cũng tìm thấy cháu rồi, em cũng không vướng chỗ nào nữa. Giờ em sẽ đi làm điều cho anh, nếu mà lúc nào cần tăng ca thì em làm xuống tăng ca làm thêm cho anh ạ. Không được nữa đâu. Anh em cũng thống nhất là cho chú nghỉ lâu quá cho chú nghỉ, anh cũng tìm được người khác người thay thế chỗ chú rồi. Bây giờ không biết đuổi người ta đi đâu, thống nhất là cho chú nghỉ hẳn rồi. Thôi anh cũng biết hoàn cảnh của chú khó khăn. Công việc thì cũng ở đây cũng ổn định, nhưng mà do chú nghỉ nhiều quá cho nên là anh em người ta thống nhất là cho chú nghỉ hẳn. Mặc dù biết hoàn cảnh của chú bệnh tật ốm đau khó khăn nhiều nhưng mà chú thông cảm cho anh không hộ chú được nữa. Thôi thì sức khỏe của chú thì cũng không đảm bảo lắm. Thì chú cũng làm vay mượn làm được cái trang trại rồi thì chú về nhà đầu tư vào cái trang trại của chú làm đi. Muốn về trang trại của em làm, em đang định dự định làm ở đây đủ trả tiền nhà, xong là cái tiền trang trại kia em vẫn còn vay mượn thì em vẫn còn thiếu tiền chưa trả được hết họ. Em đang dự định làm đây đủ tiền xong em mới về ở trang trại anh ạ. Thôi thì chú cứ thông cảm cho anh. Anh em ở trong xưởng người ta cũng thống nhất là cho chú nghỉ rồi. Chú thông cảm cho bọn anh. Thôi công cán thì ở trong sổ thì anh cũng chấm hết rồi. Cả tiền thì chú đi làm được mấy ngày anh cũng chuẩn bị cho chú rồi, chú kiểm tra xem hộ anh xem đã đúng hay chưa. Để chú xem qua cái ngày công của anh chấm của chú ở đây, chú xem qua xem. Vâng anh ạ, đủ ngày công anh ạ, không thiếu đâu ạ. Đây tiền công của chú đây, chú đếm lại xem.
Đấy, chú cứ đếm xem. Anh ấy đủ rồi ạ. Thôi anh xem cố tạo điều kiện cho em làm nốt khoảng 1 năm nữa đi. Thôi không được đâu. Chú không phải nói nhiều. Chú cứ nghỉ đi, anh có việc rồi thì anh đi. Mai chú phải đi làm nữa đâu nhá. Tại nhàn về ấm cả cho tôi địa khoản thêm ô thằng chó hải nó cháu này đang tôi hàng ít mai công cháu
tổng công với em hỏi riêng ở đâu phù hợp với riêng nhà công là tốt tương đối cách cho lắm cô mai là tổng rồi cuối cùng đổ mai alo tập chú hát với anh à mày mắt ở cái chỗ sâu rồi à?